Cái đèn rất là nhiều luôn nè. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đồng Khánh năm xưa và cũng là Trần Hưng Đạo ngày nay. Ngay vị trí này chúng ta thấy đó là cái đại thế giới, có cái bùn nước rất là lớn, khu vui chơi sòng bài của ngày xưa nữa ha. Bên tay trái chúng ta, bên tay phải chúng ta đó là cái rạp hát Hào Quê năm xưa. Thì hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng cái chợ lớn nha. Sẵn trưa nay rảnh rỗi, nghỉ trưa thì trời mát nữa, em mời các anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng chợ lớn để xem cái không khí những ngày sắp trung thu như thế nào ha. Coi bà con có chuẩn bị gì chưa. Quay qua quay lại thì cũng gần hết một năm, thời gian qua nhanh thật. Nhớ ngày năm trước thì Tết Trung Thu em có dẫn anh chị các bạn chúng ta đi vô cái khu Lương Nhữ Học, đường Nguyễn Án rồi đó. Ở khu đó có cái làng nghề làm lồng đèn, con đường lồng đèn, phố lồng đèn của chợ lớn ngày nay nè. Anh đang bỏ cái đường tảng đá học đâu vậy? Dạ đi lên tí nữa chị, có giao lộ đó. Dạ từ đó đúng không anh? Dạ đúng rồi, chị nhìn chữ à. Với chợ lớn thì những cái đồ chơi lồng đèn đồ ngày nay cũng rất là hiện đại rồi. Những cái kiểu làm truyền thống ngày xưa thì hiếm lắm, rất là ít, đa số là những đồ chơi điện tử thôi. Ngày xưa khi mà còn thời khó khăn, mặc dù bây giờ cũng còn khó khăn nhưng mà ngày xưa nó hiện đại hơn, nó đơn giản hơn, là một cái lồng đèn bằng cái lon sữa bò đó. Rồi bây giờ hiện đại hơn, không có chơi nữa, giờ lớn rồi là chỉ có cho con nít nó chơi thôi. Biết cô chú anh chị mình có còn nhớ ngày xưa không á? Hồi xưa không biết làm lồng đèn thế nào, chứ cái thời của em thì cây tre, cây trúc, rồi xếp hình ngôi sao đơn giản, giấy màu dán vô. Rồi cái thời đó là khỏi nói bánh trung thu, là khỏi ăn luôn, mua không nổi. Bây giờ thì mùa nào cũng có ha. Mình đi lên tí nữa có đường Nguyễn Án, mình quẹo phải vô ngay đây là chợ chợ Xã Tây đó. Khu vực này là chợ Xã Tây nè. Mấy hôm nay Sài Gòn mưa bão nên thành ra chúng ta thấy trời nó không có được đẹp lắm, bầu trời không có trong xanh nên mình thấy màu sắc không được sống động, nên cô chú anh chị và bạn thông cảm nha. Mình đi tới tí nữa là có cái đường Nguyễn Án nè, qua cái giao lộ Triệu Quang Phục này.
mùa này cũng là mùa vu lan luôn. Để mình xem coi không khí trong đây họ có chuẩn bị gì cho cái phố lồng đèn chưa. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải ha, đi thẳng tới kia là tổng đốc phương Châu Văn Liêm. Vài bữa nữa thôi thì cái khu này sẽ rất là đông đúc. Rồi bây giờ thì bình thường thôi. Cái đèn rất là nhiều luôn nè. Rất là nhiều đèn luôn. Chúng ta sẽ quẹo trái nha. Tại vì cái đường này là đường một chiều. Con đường này là đường Lương Nhữ Học. Chỉ có một đoạn thôi. Bây giờ chúng ta đi qua cái chỗ Khổng Tử, đường Khổng Tử. Để mình xem coi cái ở đó họ có bán gì nữa không nha. Ở đây thì chúng ta thấy những cái lồng đèn kiểu truyền thống rất là nhiều. Đường Khổng Tử là Hải Thượng Lãn Ông ngày nay đó. Bây giờ mình sẽ quẹo phải đi qua cái con phố đó ha. Chúng ta xem coi con phố mùa trung thu này như thế nào. Ở ngoài đây thì có rất là nhiều cái cảnh xưa, nhà xưa, rồi người xưa. Ở ngoài đây đa số họ nói tiếng Hoa. Hai chế hai có sức phạt phú lan ai biết dạy chữ thôi đó. Mình sẽ thấy lồng đèn họ cũng đang dọn ra. Lồng đèn heo đèn heo bếp ba, rồi đèn trái bí. Ta xem bên kia đường nha, thì cũng bây giờ cũng chưa có nhiều lắm, cũng mới hơi bắt đầu đó, chứ đầu tháng 7 nè, đầu tháng 7 âm lịch, thì tới rằm tháng 8 rồi. Nơi đây là chùa Ông Bổn, đình Ông Bổn nè. Đình Ông Bổn có cái tuổi đời gần 300 năm. Đây, tới đây chúng ta sẽ quẹo trái đi bên kia đường nha. Để xem cái không khí ở đây như thế nào. Đằng kia thì có cái sạp bán bánh trung thu rồi nè. Cái truyền thông thiều theo truyền thống thì mỗi năm tới mùa trung thu thì những cái sạp bánh sẽ xuất hiện ở dọc dọc các vỉa hè, những con phố, những cái khu tấp nập. Họ bán ở đây tầm 1 tháng rưỡi.
đăng ký sạp bán ở trên phường, trên quận thì mới có chỗ để bán ha. Đó, ví dụ như đây ngay công viên này. Như ở trung tâm Sài Gòn thì bánh trung thu Như Lan cũng sản xuất liên tục mà, mùa nào ngày nào cũng có. Không nhất thiết phải để đến bánh nhất thiết phải đợi đến ngày trung thu. Chợ Kim Biên ngày nay nè, bên tay phải mình có cái nhà rất là lớn, không biết ngày xưa là một chủ hay là nhiều chủ, bây giờ nhìn như là cái chung cư gì đó. Đó, cái nhà này nè, nhìn thấy lớn ghê chưa, kiến trúc rất là cổ. Rồi ta tiếp tục nha, đi bên đây đường Hải Thượng Lãn Ông thì năm nào cũng vậy, mùa nào cũng vậy, mỗi mùa mỗi mỗi sắc màu, rất là đẹp luôn, màu mè cho các chị bạn xem này. Màu đẹp đi chưa. Qua đây thì ít, ở đây là văn phòng phẩm rồi. Các chú chạy xích lô chở khách du lịch đó. Nói chung bên đây thì chưa có đông đúc cho lắm, không có nhiều bằng cái bên lúc nãy, chỉ có một vài sạp thôi, một vài sạp người ta có nhiều hàng về cái mặt hàng trung thu này, còn lại thì chưa có lên màu nhiều lắm ha. Để vài bữa nữa nó nhộn nhịp rồi, em sẽ ra đây gửi các anh chị bạn những cái hình ảnh ngày đó nó nhộn nhịp, nó vui như thế nào ha. Rồi, chắc nãy giờ cái video chúng ta cũng đã dài rồi, hẹn anh xin tạm dừng cái video tại đây ha, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo, một số hình ảnh ở cái khu vực phố Lồng Đèn, Lương Như Học và cái con đường Hải Thượng Lãn Ông. Chúng ta đi một vòng để ngắm nhìn sắc màu Sài Gòn mùa trung thu này khi tiết trời đang mưa bão. Rồi bây giờ thì em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.